Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel YouTube của Hà Nội Computer. Mình là Vinh và là reviewer mới tại Hà Nội Computer. Ở phía bên cạnh mình đây, thật ra phía đằng sau thì là hai chiếc card đồ họa 5500 XT và 5600 XT đã được ra mắt một khoảng thời gian khá là dài rồi, và nó là hai chiếc card đồ họa ở phân khúc tầm trung với hiệu năng cực kỳ ổn định. Tuy nhiên thì ở thị trường Việt Nam nó chưa nhận được sự quan tâm đúng mực từ phía cộng đồng. Thế cho nên là hôm nay mình sẽ tiến hành mở hộp cũng như là đánh giá hiệu năng hai chiếc card đồ họa này thông qua một tựa game nổi đình nổi đám thời gian gần đây, đó là Call of Duty Warzone. Và đây là hai chiếc card đồ họa của Sapphire, và Sapphire thì là một thương hiệu sản xuất card đồ họa vô cùng nổi tiếng của AMD. Nó sánh ngang với EVGA của NVIDIA vậy. Và ngay ở trong cái quãng thời gian đen tối nhất của AMD là vào khoảng năm 2012 cho đến năm 2016, trong khoảng 4 năm đấy, thì Sapphire vẫn trung thành cũng như là kiên trì cho ra những sản phẩm card đồ họa vô cùng chất lượng. Và cái thời hoàng kim nhất của Sapphire theo mình nhớ thì nó vào khoảng năm 2012. Tuy nhiên thì đến thời điểm hiện tại Sapphire mới quay trở lại được thị trường Việt Nam, do bây giờ mới tìm được một nhà phân phối khác. Và đây là những thông tin ngoài lề chúng ta không cần quan tâm quá nhiều. Gạt qua một bên đi. Và đây trên tay mình là hai chiếc card đồ họa. Phía bên tay trái là 5500 XT và phía bên tay phải sẽ là 5600 XT. Và như các bạn có thể nhìn thấy ở đây, cả hai đều có thiết kế vô cùng giống nhau từ mặt trước cho đến backplate, cũng như là đều sử dụng chân cấp nguồn 8 pin. Tuy nhiên thì ở phiên bản 5600 thì chúng ta sẽ có một cái kích cỡ to hơn cũng như một số chi tiết thiết kế khác. Tuy nhiên thì khác biệt không quá là nhiều, chỉ là thay đổi về màu sắc cũng như là thêm một vài cái đường bạc ở đây thôi. Nó không quá khác biệt nhiều. Và về cổng kết nối và xuất hình thì chúng đều sử dụng cổng DisplayPort và HDMI 2.0. Nếu như so sánh với PUBG, cái tên nổi tiếng nhất, phổ biến nhất thì nó phải gọi là một trời một vực. Cũng dễ hiểu thôi khi mà hai nhà phát triển của Warzone là Infinity Ward và Raven Software là những cái tên có bề dày kinh nghiệm cực lớn trong việc phát triển ra những tựa game trên PC, đặc biệt là series Call of Duty. Chúng ta có thể kể thêm đến loạt game ăn theo Star Wars, X-Men, Wolfenstein, vân vân, để hiểu thêm hơn về vấn đề này. Còn với ông hoàng Royal Battle một thời thì thôi chắc không cần phải nói thêm rồi. Nó không đẹp, chạy thì lag, lối chơi thì đã quá nhàm chán. Điều mình muốn rút ra ở đây là Call of Duty Warzone có khả năng chạy mượt trên các cấu hình tầm trung cũng như VGA tầm trung vượt trội hơn PUBG rất là nhiều. Thế cho nên là chúng ta hoàn toàn có thể tin tưởng vào cái kết quả khả quan hơn trong cái quá trình test hiệu năng sắp tới đây. Về cấu hình thì mình sẽ sử dụng chip 9700F 16GB RAM, driver và Windows thì đương nhiên là được cập nhật mới nhất. Kèm theo đó là sử dụng thêm màn hình Full HD 144Hz. Đây là một cấu hình tầm trung và khá ở thời điểm hiện tại. Và lý do mà mình sử dụng 9700F thay cho 9400F là bởi vì Call of Duty Warzone là một cái game mà rất là ăn CPU. Và việc sử dụng 9700F thì mình sẽ giảm được cái hiện tượng nghẽn cổ chai cũng như cho ra một kết quả chính xác và khách quan hơn. Còn về setting của game thì mình sẽ chỉ sử dụng mức setting là normal mà thôi. Vì những cái tựa game Battle Royale chúng ta không vào game để ngắm cảnh. Nhưng gì chúng ta còn quan tâm đó là chỉ số FPS mà card đồ họa có thể xuất ra màn hình mà thôi. Sau 4 tiếng ngồi thay thế lần lượt hai chiếc card để chơi thử thì điều đáng ngạc nhiên là chúng thể hiện không khác nhau là mấy ở độ phân giải Full HD này. Nó loanh quanh từ 109 cho đến 116 FPS, cao nhất là lên 136 hoặc 142, và đều không thể chạm đến cái mốc lý tưởng là 144 FPS được. Thật sự phải nói là lúc này cảm giác thất vọng đang dâng trào trong lòng mình. Với cái mức giá mà cả hai đang sở hữu thì mình kỳ vọng chúng sẽ mang lại một cái gì đó nó hoành tráng hơn cơ. Đáng tiếc thì nó lại không được như vậy. Về nhiệt độ khi hoạt động thì hai sản phẩm thể hiện khá là tốt. Đây là một cái điểm cộng vớt vát lại chút gì đó cái danh dự cho loạt VGA được xây dựng trên kiến trúc mới này của AMD. Khi full load giữa nhiệt độ phòng bình thường trong cái thời tiết nóng như thế này, không chiếc card nào vượt quá 60 độ cả. Và đây là điểm cộng cho AMD cũng như là team thiết kế sản phẩm của Sapphire. Ok, thì với kết quả như vậy, dù không muốn nhưng mình vẫn phải nói ra là bộ đôi của AMD này chưa thực sự có thể đánh bại những ông lớn trong cùng phân khúc tầm trung như là 1660 Ti hay mới gần đây nhất là 1660 Super. Có thể do bộ đôi này mới được ra mắt cho nên chúng chưa thể tối ưu hóa về mặt driver cũng như là tương thích cho nên mới ra kết quả như vậy. Chúng ta có thể hy vọng vào một tương lai tươi sáng, đó là AMD sẽ ra những bản cập nhật thích hợp để giúp chúng ta có thể khai thác được tối đa sức mạnh của bộ đôi này. Bên trên là tất cả những đánh giá chi tiết của mình về bộ đôi này. Nếu các bạn có ý kiến gì đừng quên để lại bình luận ở phía dưới, cũng như đừng quên để lại một like để ủng hộ cho chúng mình nếu các bạn cảm thấy video này hay hoặc có ích. Và đừng ngần ngại mà để lại một subscribe cũng như là bấm hình cái chuông để có thể theo dõi những video mới nhất của chúng mình. Mình là Vinh và đây là Hà Nội Computer. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những số review tiếp theo.